các bạn bên kia các bạn mới hiểu này, cái gì mình làm lợi cho dân tộc thì mình làm, còn cái gì Đúng. làm mà kiểu phá đối dân tộc thì không nên làm, phá đối dân tộc không làm. Còn nếu cộng sản ấy nó dở thì tự trong nước người ta làm, khỏi cần các bạn mới nói. Đúng. Dân trong nước chúng tôi có cái nhận thức chứ đâu có bưng bua cộng sản mức độ quá đáng như vậy. Vâng. Đó, Không cộng sản mù là đâu, không mù đâu. Ví dụ chúng tôi không biết mù nhận ra đâu, được những cái xấu, những cái tốt của đúng rồi. cái chế độ này do Đảng Cộng sản lãnh đạo đúng không? Chứ một cái chế Đúng rồi. độ ví dụ nó thối nát tới nọ kia thì dân chúng tôi làm sao mà chúng tôi chịu nổi. Đúng rồi. Vâng. Là cái nhất vậy, thứ hai là để nói các bạn nghe là đáng là ai? Đáng là dân chứ ai nữa. Đúng. Đáng là dân. Đúng. Các bạn cứ bảo là đảng sáng là tham nhũng lấy thuế dân, có nhiều em bé học sinh mới học cấp 3 đã là xin vào đảng. Học cấp 3 thôi. Đúng. Có nhiều em học sinh học cấp 3, có nhiều khi sinh viên đã vào đảng, người ta vào đảng là gì? Vào đảng ta muốn cống hiến cho đất nước. Tôi muốn đóng góp sức lực cho đất nước, tôi muốn xây dựng đất nước chứ không phải là vào đảng ai cũng tham nhũng. Đó, vấn đề như vậy. Là cái thứ hai, cái lật đổ thì nói bằng nguyên nghe này, theo tôi nói lật đổ này này, ở Việt Nam càng dân nghèo nó càng bảo vệ đất nước, chứ các bạn đừng có bảo là dân nghèo đất nước không lo, dân này đứng lên mà lật còn lâu dân nghèo nó mới lật. Mình nói bằng nguyên với AQ các bạn nghe này, hiện nay ở Việt Nam càng dân nghèo càng bảo vệ chính quyền, tại vì chính quyền nó lo dân Đúng. nghèo. Chính quyền Việt Nam là chính quyền của dân nghèo, chính quyền của dân nghèo. Để mình làm cái bài toán như này cho bằng nguyên với các bạn AQ, các bạn Việt kiều hiểu là hiện nay là xưa nay mình nói Việt Nam có 54 dân tộc có phải không? Nhưng mà thực tế là Việt Nam mới kiếm thêm một dân tộc là 55 dân tộc. Bằng nguyên chưa? 55 dân tộc. Thì bây giờ mình trừ dân tộc kinh rồi, còn 54 dân tộc ít người ta đứng ta bảo vệ chính quyền hết. Chính những người dân tộc ít người, những người nghèo khổ ta đứng ta bảo vệ chính quyền. Hiện nay là mình có 55 dân tộc, có đến 5 dân, 5 trừ dân tộc kinh ra, còn 54 dân tộc ít người ta đứng lên ta bảo vệ chính quyền nhé. Ở Việt Nam hiện nay càng dân nghèo càng yêu nước. Các bạn nên biết như vậy. Chứ đừng có nghĩ là các bạn cứ bảo các bạn đánh vào dân nghèo, còn nghèo quá đóng thuế, đóng thuế nhiều quá nghèo quá đứng lật còn lâu dân nghèo Ngoài nó mới có nghe. thuế Có thuế đâu mà đóng. đâu Cho nên là cũng mong các bạn ở bên nước ngoài, ví dụ như AQ thì Vu Trông này, mình cố gắng về nước đi. Chơi một hai lần đi, mình xâm nhập vào với cộng đồng xem là nó cộng đồng dân mình nó tối đối lập chính quyền cỡ nào. Không nên nói cứ nói ngày nay ngày mai, nói mùng 2/9 nói mùng 4/9 chẳng có ngày nào lật được hết. Chúng tôi là dân đen, nói thật với các bạn, chúng tôi là dân đen chẳng cán bộ chó gì cả. vâng. Chúng tôi là dân đen mà gia đình bố mẹ tôi nghèo ba đời, gia đình của tôi bố mẹ tôi nghèo ba đời đấy, nói thật Đúng. vậy. Nhưng mà trải qua thời kỳ chống chống Nhật, chống Pháp, rồi chống Mỹ, rồi chống Tàu, rồi chống Campuchia, trải qua các thời đại, những thời đại theo Pháp theo Tàu, thời đại Việt Nam Cộng Hòa có, mà đến đúc kết đến giờ này thời đại này là dân sướng nhất, nói thẳng câu ấy, Đúng. nói thẳng như vậy. Bao chính quyền rồi, chính quyền Pháp đô hộ, Nhật đô hộ, chính quyền Tàu đô hộ, rồi chính quyền Mỹ đô hộ, cuối cùng cũng thua chính quyền cộng sản hết, nói thẳng một câu vậy đó. Mà các bạn đừng có mơ, các bạn kích động dân nghèo đến biểu tình dân nghèo, không giờ đi biểu tình dân nghèo mới là dân yêu nước đó. Hiện nay dân nghèo Việt Nam là tuyệt đối yêu nước, cho nên là mình lên đây mình anh em mình cũng nói cho các bạn đối lập với mấy cái bạn mà gọi là ngáo chính trị các bạn biết đấy. Còn về đường lối kinh tế Việt Nam nói với bằng nguyên nói với lại nói các bạn trên mạng này, vì nói AQ nghe Việt Nam hiện nay chỉ cần làm hai việc này là xong rồi. Thứ nhất là chỉnh trang đô thị lại cho nó đỡ giao thông đỡ lộn xộn, thứ hai là làm được cái đường tàu cao tốc Bắc Nam, mới làm được cầu đường bộ cao tốc Nam là bằng các nước trên thế giới hết, không thua nước nào hết. Mình chỉ làm được ba việc nhỏ, một là chấn chỉnh, thứ nhất là về về vấn đề xã hội mình chấn chỉnh tham nhũng lại tí nữa, chỉnh trang đô thị chút nữa, với hai mình chỉ làm hai việc, một là cái đường cao tốc Bắc Nam, hai đường tàu Bắc Nam là nó tiên tiến thì các nước đó có gì Hiện đâu. nay Còn nhá, về mặt tôi nói với bây giờ tôi nói với các bạn này. Cho nên ở nước ngoài nhiều khi các bạn nghĩ là ví dụ như là ở Việt Nam chỉ có một cái đường quốc lộ 1 là đường độc đạo. Nhưng hiện nay tôi nói với các bạn nhé, có bốn đường đúng không? đúng rồi. Sắp sửa triển khai và nói chung là nó sẽ xong những năm tới. Thứ nhất là đường đường mòn Hồ Chí Minh là một. Thứ hai quốc lộ 1 đúng không? Là hai. Đúng rồi. Thứ ba đường cao tốc tốc Bắc Nam là ba và thứ bốn là đường ven biển. Đấy. Đúng rồi. Đường ven biển, rồi đường Đường tuần ven tra biển biên giới nữa. Rồi cái đường tuần tra biên giới 20.000 km không được. nữa. Tuần Đấy tra thì biên giới. ở cái biên giới thì mình không nói, tức là đường giao thông Bắc Nam. Đường tuần tra biên giới là để đi tuần Vâng. tra biên giới và để đi du lịch, để cái đường đường du lịch tuần tra biên giới. Cho nên là các bạn mới hiểu rằng còn Việt Nam là một nước xưa nay một nước nghèo, bây giờ đang hình thành là nước công nghiệp phát triển rồi.
Hiện nay là mình sản xuất tên lửa, cải tiến được tên lửa, đã nâng cấp máy bay được. Về mặt tàu chiến mình đã đóng Đà Nẵng một cái tàu chiến và tàu cảnh sát biển tới hơn 4.000 tấn rồi. Đó. Về sản xuất công nghiệp là mình đã ra thì Quyến Đông đã khai thác được dầu rồi. Đó. Về giàn giàn khoan nối trên biển là mình là một trong ba nước duy nhất thế giới đóng được giàn khoan tự động trên biển rồi. Đó. Có nhiều ngành công nghiệp mình đang đứng bên ngoài thế giới mà các bạn không tìm hiểu những cái được của Việt Nam, các bạn không tìm hiểu, các bạn tìm hiểu cái mất rồi. Có nhiều ngành mũi nhọn, ví dụ như cái ngành xuất khẩu rồi 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 cái ngành chế tạo máy rồi hiện nay mà ngành giày da, ngành may mặc cũng đang đứng top đầu thế giới. Đó, ngành chế tạo máy rồi nhiều cái ngành công nghiệp, ví dụ như nhà Việt Nam bây giờ nhiệt điện và thủy điện làm được hết, là tự thiết kế được, tự tự thiết kế, tự tự xây dựng được hết rồi. Có cái nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á, Việt Nam tự thiết kế, đúng. tự thi công được rồi. Mình nhập thiết bị máy móc thôi. Cho nên là mong các bạn là trước khi nói xấu Việt Nam, các bạn tìm hiểu một tí, chứ các bạn đừng có mơ là cứ bảo Việt Nam nghèo với khổ với bán nước cho tàu với bán biển cho tàu rồi huy động dân nghèo ra là biểu tình lần đó. Dân nghèo nó không nghe các bạn đâu, nói thẳng câu như vậy Mà chú còn nó lâu. xuyên tạc, xuyên tạc một một cách kinh khủng ấy. Bọn nó ở Đúng bên rồi. kia chúng nó cứ nghĩ là vâng, đất nước Trung Quốc hiện nay là phát triển. Nhưng bây giờ tôi nói với tất cả bạn này, hiện nay ấy, Trung Quốc đầu tư vào Myanmar là 70%, Campuchia là 80%, là cái sự tức là người ta tức là tổng đầu tư vào Campuchia tức là Trung Quốc chiếm 80%. Mà trong khi đó ở Việt Đúng Nam nhé, Trung Quốc mới đứng thứ 9 về cái đầu tư ở Việt Nam. Cho nên là các bạn đừng nghĩ là hiện nay tất cả các cái nọ kia là đầu tư toàn Trung Quốc không. Những cái số liệu này nhé, là tôi lấy cái số liệu của cái ngân hàng thế giới nhá, chứ không không phải nói vo đâu đấy. Thành công là nhiều khi là ở bên đấy là cứ gắn ghép cái gì như là Trung Quốc, cái gì xuyên tạc Việt Nam cũng là Trung Quốc là tay sai rồi, về tất cả các cái loại là Trung Quốc hết. để nói cho các bạn cái đối lập nghe là ví dụ Philippines và Thái Lan nó đang nhập vũ khí của Trung Quốc. Myanmar, Philippines, Thái Lan. Đó, Philippines là cứ bảo là kiện Trung Quốc vậy, chứ thực tế giờ đang đang nhờ Trung Quốc viện trợ, đang nhờ Trung Quốc viện trợ mười mấy hai mấy triệu đô la vũ khí. Trung Quốc tặng tàu chiến cho Philippines. Thái Lan đang nhập xe tăng, đang nhập tên lửa, đang nhập tàu ngầm của Trung Quốc. Đó. Đấy, Philippines bao đời bao năm chơi với Mỹ, giờ quay lại nhập vũ khí Trung Quốc, nhập tàu ngầm của Nga. Các bạn mới thấy được chứ, bây giờ nó chơi với ai có lợi, đất nước người ta chơi mình cũng vậy, nhưng người ta chơi Trung Quốc không sao, mình chơi Trung Quốc thì các bạn cứ chửi bọn nó bưng bô cho tàu với lại bán nước cho tàu, tới tàu nó sang nó làm cái này cái kia, cứ tầm bậy tầm bạ không à. Đó, vì hiện nay Philippines chơi Mỹ mấy chục năm, vì Mỹ đâu có cho Philippines cái tàu ngầm, nó có bán cái tàu ngầm đâu. Bây giờ đang nhập tàu ngầm của Nga, đang nhập xe tăng vũ khí của Trung Quốc, mà đang Bây giờ này nhờ là rất nhiều người dân tức là thiếu hiểu biết ở Việt Nam cứ bảo là đúng coi rồi. như là hiện nay coi như bỏ Trung Quốc thì chơi với Mỹ thì sẽ giàu nọ kia. Bây giờ đấy như anh Chu Phan vừa nói, thằng Pin đúng không, chơi với Đúng rồi. Mỹ suốt bao nhiêu năm nay rồi đúng không. Đất nước Pin sao hiện nay coi như rách như là tổ địa đấy. Còn đất nước Việt Nam hiện nay nhé, là đất nước độc lập tự chủ tự cường, quan hệ tất cả các nước ví dụ kể cả với Trung Quốc, kể cả với Mỹ, rồi là các nước EU, rồi Nhật Bản, Nam Triều Tiên, trên cơ sở đôi bên đều có lợi đúng không, chứ không chẳng có phụ thuộc vào nước nào cả Có đấy. Với thứ phụ hai ai một thứ là vâng, không có phụ thuộc vào ai, không bao giờ phụ thuộc Trung Quốc đúng không. Chứ còn cái chuyện buôn bán hàng Việt Nam với hàng Trung Quốc chẳng hạn, tôi nói các bạn nhé, bây giờ ví dụ này, hiện nay đất nước Việt Nam là đất nước chưa phải là giàu có lắm, đang vẫn phát triển. Bây giờ ví dụ mình nhập một cái máy móc ở Trung Quốc về chẳng hạn, nếu mình không nhập nhập ở Trung Quốc thì mình nhập ở Nhật Bản, nhưng mà Trung Quốc thì nó vừa tầm với Việt Nam, giá thành nó rẻ, chất lượng thì nó cũng tầm tầm vậy được, nó phù hợp với cái điều kiện cái hoàn cảnh của đất nước Việt Nam bây giờ thì mình nhập đúng không. Chứ còn bây giờ ví dụ nhá, tôi nói với các bạn này, ví dụ như này, cái nhập siêu ấy về cái năm 2016 ấy là coi như là nhập siêu của mình là đã so với, tức là nhập siêu của Việt Nam Trung Quốc là 28 tỷ đô đúng không. Nhưng năm 2017 mình đã kéo được 6 tỷ đô xuống còn 22 tỷ đô đúng không. Dần dần đất nước phát triển lên thì cái nhập của mình ấy, hàng Trung Quốc thì mình cần hàng tốt hơn thì mình sang bên Nhật hoặc sang Đức, sang Mỹ các thứ mình nhập, mình không nhập ở Trung Quốc nữa
đúng không? Thì những cái tỷ trọng có như nhập siêu của Việt Nam đối với Trung Quốc nó khác đi. Còn bây giờ tôi nói với các bạn nhé, cái hàng nông sản của Việt Nam đấy, ví dụ như anh Chu Phan anh ở hiện nay ở Đồng Nai thì nói chung là mình cũng phụ thuộc vào Trung Quốc nhiều, vì là hàng nông Trung Quốc ấy, người ta rất dễ tính trong vấn đề nhập nông sản đúng không? Mà trong khi đó mình nhập sang EU để sang Mỹ để sang Úc tất cả các thứ kia thì nó cần rất nhiều những cái tiêu chuẩn Việt Gáp hoặc là những tiêu chuẩn nọ kia tất cả khác. Nhưng mà hiện nay là mình đang áp dụng cái vấn đề khoa học kỹ thuật vào vấn đề nông nghiệp đúng không? Thì là dần dần mình sẽ coi như nhập mình sẽ xuất những cái có máy móc tốt rồi mình sẽ xuất những cái kia sang những EU, còn mình giảm xuất sang Trung Quốc đi. Đấy, thì mình đa dạng hóa cái sản phẩm của mình. Đấy, chứ còn Việt Nam không có phụ thuộc Trung Quốc. Đấy, không phụ thuộc vào. Quan hệ hai bên đều có lợi thôi, giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Trung Quốc. Đấy, chứ còn nhà nước người ta cũng chả nhúng vào những cái nhỏ nhỏ coi như nhập nọ nhập kia vào làm cái gì đúng không? Việt Nam hiện nay quan hệ Trung Quốc trên hai kênh. Thứ nhất là quan hệ song phương giữa Việt Nam Trung Quốc. Thứ hai, Việt Nam nằm trong cái 10 nước ASEAN. Cho nên là những cái hiệp định mà ký kết giữa Trung Quốc và mấy nước ASEAN thì mình phải thực thi đúng không? Các bạn phải biết rằng là toàn bộ nước quanh Biển Đông không nước nào khai thác dầu ở trên Biển Đông, chỉ duy nhất có Việt Nam. Bà Nguyên ạ, toàn bộ nước quanh Biển Đông không có nước nào khai thác dầu trên Biển Đông, chỉ có Việt Nam mới dám đưa giàn khoan ra biển khai thác dầu trên Biển Đông, mà lúc nào nó bảo mình sợ Trung Quốc. Là Trời cái thứ ơi, hai, cái bạn này, bạn Phong Nguyễn này, tôi chưa bao giờ tôi nói cái chuyện mà Việt Nam coi như là có nền nền công nghệ hàng đầu thế giới. Việt Nam là một nước đang phát triển. Ai bảo Việt Nam có cái nền công nghệ hàng đầu thế giới? Ông nói phải không nói cho đúng. Đúng không? có đôi ba lĩnh vực mình đứng top thế giới Vâng. đấy, Đúng không? Cũng có có một đôi ba số lĩnh vực, một số lĩnh vực thôi. Đấy, chứ đúng không rồi. phải là cái nền công nghệ của Việt Nam đứng đầu thế giới. Nếu mà Việt Nam hiện nay cái nền công nghệ đứng đầu thế giới thì Việt Nam giàu to. Nói với bạn thế. Vâng. Có đôi ba trường hợp, có đôi ba lĩnh vực. Ví dụ bây giờ là cái giàn khoan nổi trên biển, Việt Nam là một trong ba nước hiện nay đang chế tạo ra Đấy. chuyển đổi giàn khoan đó, Không, là bây cái thứ giờ hai. này em nói là em là cái thằng mà là kỹ sư à? Công ty PTC đã đóng những cái giàn khoan nổi ở trên biển Đúng rồi. rồi, đúng rồi Thì đó. nhưng mà tất nhiên là mình nói là mình là những người mình em là cái làm nghề đấy em biết mà. Tất nhiên là mình bản vẽ tất cả các thứ thì mình coi như là mình công nhân tất cả chứ mình chế tạo mình làm tại Việt Nam, nhưng để nội địa hóa những cái sản phẩm ấy thì lại lại không có, mình nhập ở nước ngoài về. Nhưng mà nói chung là mình cái giá thành mình hạ đi rất nhiều nhỉ. Đúng Đấy, rồi, dạ rất nhiều, nói chung là vâng, nó nó dạ rất hạ rất nhiều. nhiều. Bây giờ ví dụ mình nhập cả cái đấy về có khi là giá thành có khi gấp đôi gấp ba, nhưng mình chế tạo được. Đấy, thì mình nhập những cái thiết bị về thôi để mình chế tạo lắp ráp, các kỹ sư công nhân của mình tự làm thì nó rẻ đi rất nhiều. Rồi là công nghiệp đóng tàu biển, hiện Vâng. nay Việt Nam nó đóng được những cái tàu cảnh sát biển tới hơn 4.000 tấn nhá. Trời Việt Nam ơi, là công nghiệp nói về biển đó. cái công nghệ đóng tàu nhá. Tôi nói với anh về tất cả các bạn, tôi là người làm trong ngành hàng hải tôi biết. Tức là hiện nay mình đóng được tất cả các loại tàu hàng. Được chưa? Đúng rồi. Bây giờ vâng, tàu chiến hiện nay mình còn đóng được ở cái nhà máy anh trên tay tay lại vừa nãy anh làm ở nhà máy X51 đã đóng được những cặp tàu hộ vệ tên lửa nọ kia tất cả các thứ đúng không? Bản vẽ mình thì thiết kế nhưng mà thiết bị mình phải phải nhập. Đấy, tức là khả năng cái nội địa hóa của mình ở từng thiết bị đó thì nó hiện nay mình chưa được tốt anh ạ, tức là cái công nghệ phụ trợ. Ví dụ đóng tàu biển đóng cho anh cái thời gian tôi nói anh, hiện nay cái ngành hàng hải nhá, trên thế giới ấy, khoảng 4 năm gần đây bắt đầu nó đi thụt lùi một cách nhanh chóng. Chứ còn ngày xưa nhà máy về đóng tàu phà rừng bến Kiền sông Cấm tất cả các thứ đóng thuê đóng tàu xuất sang Anh sang tất cả các nước khác người ta tập tới bao tàu, nhưng bây giờ coi như là ngành hàng hải nó cũng đi xuống rồi đấy. Cho nên là để anh em mình nói là các bạn trong Vâng. nước thì các bạn đúng là các bạn biết đấy, là ví dụ như pin pin đi Không, nhà máy pin Vason pin này chủ yếu là sửa chứ đóng tàu là phải ở ngoài Bắc. Đấy. Nhà máy X51 thì bây giờ nó trực thuộc, nó gọi tên là trực thuộc Vason thì người ta sẽ đóng những tàu quân sự. Chứ ngoài Bắc ta sông Cấm phà rừng này là đấy. Thì ví dụ đóng như những tàu biển nhiều.
Mình nói ví dụ như pin pin mà kiện đường lây bò với Trung Quốc, lúc chưa kiện xong các bạn ba que một số bạn thế giới một chiếc này là pin pin kiện Đúng xong Mỹ đánh Trung Quốc, có đánh được Trung Quốc hồi nào đâu rồi. đó, kiện xong cái thì cũng hòa làng luôn, có làm gì được Trung Quốc đâu. Rồi pin pin giờ quay lại mới chơi lại với Trung Quốc, phải xin vũ khí Trung Quốc rồi nhập vũ khí Trung Quốc rồi nhờ Trung Quốc tài trợ về vũ khí, rồi bây giờ là quay lại đăng nhập tàu ngầm của Nga đó. Rồi các bạn bây giờ người ta chơi cái gì có lợi đất nước người ta chơi, mình không chơi pin thì mình lấy cái mẫu pin pin Đúng thì mình rồi. biết lúc nào đối đầu thì đối đầu, lúc nào là hòa nhập phải hòa nhập chứ. Ví dụ pin pin vừa kiện Trung Quốc xong cái chưa giao vực cam Đấy. phải hòa nhập Trung Quốc rồi, nó Phải bắn định chết ra liền. đúng không? Dạ. Đúng rồi, nó đất lãnh đạo đất nước biết cần lúc nào cương lúc nào nhu đó, nó cái quan hệ quốc tế nó vấn đề như vậy. Ví dụ pin pin cương với Trung Quốc đến mức nào đó phải nhún lại với Trung Quốc, cũng quay lại xin nó tài trợ vũ khí, cũng quay lại xin mua vũ khí của nó, rồi cũng Tôi quay nói lại nhờ với anh Siêu và tất cả anh Chu Phan và tất cả các bạn. nó. Bây giờ đất nước Việt Nam mình ấy là chưa bao giờ có những cái đường biên giới hòa bình như bây giờ, đúng không? Kể Đúng cả Lào, kể cả Campuchia và Trung Quốc, đúng không? Thì rồi. mình bây giờ mình phải giữ cái ổn định cái đường biên giới đấy và coi như là đất nước phải ổn định thì mình mới làm ăn như đúng không? Chứ hơi tí là coi như là gây chiến với tất cả các nước láng giềng. Tôi nói các bạn nhé, ví dụ các bạn cho Trung Quốc là xấu đi, một người giỏi chơi với người xấu mà tốt ấy, mà người xấu đối xử lại tốt đấy thì mới là giỏi, đúng không? Mới Chứ là giỏi còn ví dụ đúng đấy mới là giỏi, chứ còn như đúng Việt rồi Nam với Lào từ ngày xưa anh em với nhau thì nói chuyện làm cái gì, đúng không? Nhưng bây giờ các bạn cho đúng thằng rồi Trung Quốc nó xấu, nhưng Việt Nam hiện nay quan hệ với Trung Quốc tốt, kể cả đảng, phải kể cả chính phủ, rồi tất cả công ty nọ kia thì mình mới là giỏi chứ, đúng không? Chứ còn bây giờ phải rồi chơi với cái ông mà gọi là tốt cả với nhau thì đâu là giỏi. các bạn biết rằng ví dụ như Thái Lan chẳng hạn, thì Thái Lan là đang nhập khẩu vũ khí, đang nhập xe tăng, đang nhập tàu chiến của Mỹ đấy, của Trung Quốc, nhập xe tăng, nhập tàu chiến Trung Quốc, tới đây là Thái Lan nhập cái tàu ngầm Trung Quốc nữa, thì bây giờ không lẽ là Thái Lan nó cũng bung bều, nó cũng bung bồ Trung Quốc, Đúng nó rồi. cũng là Trung Bây Quốc. giờ anh Thiên Tài lên ạ. Bây giờ cái công việc sửa chữa tàu ấy, là ở Việt Nam làm được hết, không có cái gì cả. Nhưng mà cái vấn đề là hiện nay mình có đưa được các tàu ở nước ngoài vào sự mình sửa chữa hay không, nó vấn đề quan trọng. Đấy là gọi là cái đầu ra. Thôi anh Xuân Phan ơi, bây giờ này cái chương trình thì nói chung là em cũng làm cái khoảng là 3 tiếng rưỡi rồi, mà hôm nay người rất là mệt. Đấy, thôi thôi Đúng rồi. xin các bạn thông cảm Thôi đi. Nếu mà giờ thì làm hết cũng thì cũng mới khoảng nửa tiếng thôi. Vâng. rồi rồi thôi giờ thì mình nói Dạ. ngắn gọn, cũng mong là các Vâng. bạn đối lập thì bạn A Quy, bạn A Đúng Mu rồi. Trông với bạn Hùng Phạm rồi một số bạn khác, chúng mình tức là phải lắng nghe người trong nước, mình đối lập nhưng phải biết lắng nghe, Với mong lại các thứ bạn đối hai lập cũng tôi phải nói biết với tìm tất hiểu. cả các bạn này, hiện nay các Đúng bạn rồi. ví dụ vào cái kênh Tân Thái bên Đại Dương, các bạn cảm thấy ui đất nước Việt Nam có khi sắp chết đến nơi, đúng Đúng không? Nhưng rồi. mà bây giờ các bạn thử ra ở thành phố, các bạn đi ở phố hay hoặc ở vùng nông thôn, tất cả xem đất nước vẫn yên bình, vẫn phát triển, Đúng người dân vẫn cứ cười. Mùng 2 tháng 9 thì rồi. người ta ví dụ là cũng chứ không phải là ra coi như là hô đất nước kỷ niệm mùng 2 tháng 9 nhá, rồi là mình dân mình đi meeting meeting tất cả thứ, không, mùng 2 tháng 9 động nghỉ được nghỉ lễ 3 ngày thì mọi người đến những điểm du lịch đi chơi. Ví dụ như bọn tôi thành phố, tôi về vùng nông thôn ví chỗ nhà anh Chu Phan chơi chẳng hạn, đúng không? Ví Đúng dụ một số các bà con ở nông thôn thì nghỉ được 3 ngày đấy thì lên thành phố, lên đầm sen được vào vườn bách thú nọ kia tất cả thứ chơi, đúng, đất nước Việt Nam yên bình. Nhưng mà vào kênh của nó anh cảm thấy không, anh cứ ngồi một lúc mà nghĩ là người nào mà ví dụ không hiểu biết vào đất nước Việt Nam thì sụp đổ nơi nghe chưa? Đấy đấy, cho nên là Thế nhiều nên khi là tôi khuyên bà con phải tỉnh táo, không nên nghe lời chúng nó. mong cũng mong bà con ta, ví dụ các bạn đối lập như bạn, các bạn A Quy cũng nên vào ra diễn đàn này để mình tham khảo, nhưng mà mình phải biết lắng nghe, phải biết chất lọc thông tin, phải biết lắng nghe, phải tin tưởng chúng tôi là người dân Đúng à, rồi, chúng tôi người chúng tôi dân người bình dân, chúng thường, tôi tức là cha mẹ chúng tôi tôi ba cũng đời cũng nghèo. vâng cũng có một chút hiểu biết chút thôi, Đúng rồi cũng không phải nhiều đúng rồi đấy. Thì tức là chúng tôi là những người dân. Thứ hai, cái bản thân chúng tôi là những người hiện nay đã nhận ra, tức là chúng tôi yêu cái chế độ này do cái Đảng Cộng sản lãnh đạo đấy, thì là chúng tôi phải là những người coi như bảo vệ cái chế độ này hiện nay nó đang tốt đẹp như thế này. Thì bây giờ các bạn phá vỡ một cái chế độ này đi mà nó đang tốt đẹp này, bây giờ các bạn thay một cái chế độ khác vào thì liệu các bạn thấy như thế nào, đúng không? Đấy, mình cho có nên tốt không, cái chế độ này không mới là vâng quan trọng, đấy
có tốt hơn không mới là quan trọng. Nếu tốt hơn cũng được, thay anh được. Nếu tốt hơn thì thay anh được, nhưng mà nó có tốt hơn không mới là quan trọng. Thì mong các bạn mới thật bình tĩnh, mình phải biết lắng nghe nhau, mình biết đúng lắng rồi, nghe không lắng mình mới nghe, biết tham khảo nhìn từ một việc thầy. cái gì, vâng, thì nhìn phải phải nhìn bằng hai hai đôi mắt, nghe bằng Đúng đôi tai, rồi. và nhất là phải suy nghĩ, dùng cái đầu để suy nghĩ và phân tích, chứ đừng có nghe Vâng. cứ nó bảo là phong ông thủ tướng thì ông là thủ tướng, thì ông tỉnh trưởng Quảng Nam cũng ấy, thì nói chung là những cái người đó thì thực tế ra là người ta nó quá thiếu hiểu biết đấy. Thì tôi Đúng rồi. thì nói chung là chương trình hiện nay thì nó cũng dài dài rồi mà tôi cũng hơi mệt, Rồi thì thì tôi trước xin khi đấy thì vâng xin chào, mong các bạn là như vậy. Đúng vâng rồi. Chào chào nhé. Rồi.